tối hôm nay gia đình mình sẽ cùng đi chợ đêm ở tại Phú Quốc. Ok, mời các bạn cùng theo dõi nha. Welcome to Phú Quốc Night Market. Hải sản tự chọn có rất là nhiều loại tôm rồi ốc rồi quá chừng mấy con cá này kia rồi. Lần trước mình có ghé đây để làm mấy cái bọc cho thẻ thông hành đó, thành ra bây giờ ghé lại coi có thể làm thêm không. Nó đóng mấy cái chữ cái tên ở trên ngoài coi cũng đẹp lắm, mấy đứa nhỏ thích lắm. Năm gái chưa? Gonna Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này hạt dẻ rang nóng nha. Dừa sáp dầm thốt nốt. Chó này có xoáy trên lưng ha, gốc ở Phú Quốc đây. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!